sốc nặng với mối tình của nữ giáo viên và học sinh 16 tuổi, nhưng ai cũng xót xa vì kết cục xảy ra với chàng trai trẻ. Không chỉ yêu học sinh mới chỉ 16 tuổi, nữ giáo viên thực tập này còn phải chịu cú sốc khá kinh hoàng khi đột ngột mất đi người yêu thương. Chuyện giáo viên học sinh mà lại còn chưa đủ tuổi thành niên khiến dư luận lên án chỉ trích. Thế nhưng, câu chuyện tình cảm về cặp đôi nữ giáo viên 23 tuổi đem lòng yêu thương chính học trò của mình lại khiến nhiều người xót xa. Mới đây, cộng đồng mạng đang chia sẻ câu chuyện tình buồn của nữ giáo viên thực tập ở Thái Lan và nam học sinh 16 tuổi. Được biết, nữ giáo viên này tên là Ratchima Thanchap, 23 tuổi, thực tập viên giảng dạy tiếng Anh ở một trường cấp 3. Cũng tại đây, cô đem lòng yêu mến cậu học trò Quatsini, quân quân của mình. Chuyện tình của nữ giáo viên thực tập và cậu học sinh 16 tuổi khiến không ít người kinh ngạc. Mặc dù cách biệt tuổi tác địa vị, nhưng cặp đôi này vẫn hạnh phúc bên nhau. Những hình ảnh và hành động tình cảm thân thiết của họ dần dần được bạn bè, người thân chấp nhận. Thế nhưng, hạnh phúc chưa được bao lâu, Thanchap đã phải đón nhận tin người yêu cô qua đời tại nhà riêng vì ngạt khí ga. Cậu học sinh Quân Quân không may bị tử vong vì ngạt khí ga sau khi đóng kín cửa đi ngủ. Do không được phát hiện sớm nên Quân Quân đã không được cấp cứu kịp thời. Hình ảnh cô giáo trẻ bất thần ngồi bên cạnh quan tài của cậu học sinh khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Hình ảnh hai người thân mật tình cảm bên nhau cũng sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Sự ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ của cậu học sinh này đã để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình, bạn bè và đặc biệt là Thanasat, người cậu yêu thương. Thanasat chia sẻ sau khi lo hậu sự cho bạn trai, cô sẽ đến Ấn Độ làm giáo viên tình nguyện. Không mua đúng iPhone 6 cho bạn gái, thanh niên bị cả nhà vác dao đuổi đánh. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện chàng trai và chị gái bị cả nhà gái xông vào đánh không thương tiếc chỉ vì bạn trai có lỡ tay tát bạn gái một cái. Nhiều diễn đàn câu chuyện một chàng trai bị cả nhà gái xông vào đánh vì trong lúc mâu thuẫn đã nhỡ tay tát bạn gái một cái. Bài viết này nhanh chóng thu hút hơn 13.000 lượt like và hàng ngàn bình luận trái chiều trên mạng. Cụ thể, chàng trai có người yêu tên Hát, ở VB, là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Anh đi làm lương 4 triệu, nhưng người yêu thích gì cũng mua cho, từ quần áo, giày dép, đồng hồ, không thiếu thứ gì. Thậm chí, anh chàng còn đưa cả tiền cho bạn gái tiêu. Cách đây vài ngày, Hát đòi mua iPhone 6, nhưng anh không đủ tiền chỉ mua được iPhone 5. Chẳng ngờ đâu, mua được 3 ngày, Hát đòi chia tay, không nghe điện thoại, chặn hết Facebook, Zalo. Chàng trai từ Hà Nội tìm xuống tận quê để hỏi lý do chia tay, nhưng không gặp được. Dịp nghỉ lễ sau đấy, chàng trai gặp được Hát, hai người cãi nhau qua lại và anh lỡ tay tát cô gái một cái. Hát lặng lặng vào nhà. Anh trai của Hát cầm dao, dọa chàng trai kia và hai ba người nhà vác gậy đánh. Người nhà họ gọi dân làng xung quanh đến dồn ép mình và chị gái đi cùng vào cổng rồi đóng cửa đánh. Chị mình chân yếu tay mềm không chống lại được, chỉ còn cách quay phim để lấy chứng cứ, đánh đến chảy máu đầu chàng trai trên mạng xã hội. Sau khi sự việc gây xôn xao, chính quyền xã đã đến giải quyết, liên hệ với nam chính trong câu chuyện trên. Anh cho biết mọi việc đăng trên mạng là hoàn toàn đúng sự thật. Đến nay gia đình bạn gái chưa gọi điện xin lỗi, họ không xin lỗi gì cả. Khi chị tôi đăng bài, bố của Hát còn gọi điện, nói với chúng tôi lời lẽ không hay, chàng trai cho biết.